Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán thông lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc của bên em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 17 tháng 7 năm 2019. Chúc tất cả các cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên người thân và gia đình ạ. Và giới thiệu với tất cả các cô chú anh chị và các bạn thì hôm nay nhà em có về những phần giáng hương đuôi cáo này, em đã chia ra theo từng hình với giá rẻ này, và thêm những phần phi điệp tím thân xanh sạch cô chú anh chị nhé, thân xanh sạch ạ. Và nhiều cái mặt hàng thuần, lan thuần này, và các mặt hàng cây giống, mặt hàng kg đẹp đáng sưu tầm cô chú anh chị nhé. Hôm nay nhà em về khá là nhiều loại mặt hàng lan rừng mới. Và bên cơ sở lan rừng nhà em thì có ship hàng toàn quốc ạ. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng và báo giá với tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Thì cái mặt hàng bên em hiện tại đang có cô chú anh chị nhé. Đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn là mặt hàng kg trước ạ. Mặt hàng kg thì hôm nay nhà em về rất là nhiều luôn. Đó là giáng hương đuôi chồn cô chú anh chị nhé. Giáng hương đuôi chồn rất là tươi, rất là đẹp luôn ạ. Và là những cái hàng cây xếp V nhé. Đa số đều là những cây xếp V, là những cây trưởng thành đã cho hoa. Giáng hương đuôi chồn thì hoa rất là sai luôn cô chú anh chị ạ. Đây, hàng xếp tươi rất là tươi đẹp như thế này. Em bán với giá hôm nay thì về nhiều nên em mua giá rẻ, nên em xin phép được bán với giá 200.000 cho 1kg thôi cô chú anh chị nhé. 200.000 cho 1kg và hàng bao đẹp như thế này, rất là ít lỗi lá và hàng lá xếp nhé. Cô chú anh chị lấy nhiều thì em sẽ có giảm giá từ 2kg còn 190.000 và 5kg thì còn 180.000 cho 1kg thôi cô chú anh chị nhé. Rồi sang phần tiếp theo này thì hôm nay em về cái lô hạc vĩ. Hạc vĩ thì rất là xanh, rất là đẹp như thế này. Mặc dù là lá mỏng nhưng mà hàng về thì vận chuyển đóng gói về thì không có hề có ảnh hưởng gì lắm đến cây giống ấy. Hàng rất là đẹp. Và 160.000 cho 1kg thôi cô chú anh chị nhé. Đó, đẹp bao rẻ luôn. Bao đẹp và bao rẻ luôn cho cô chú anh chị như thế này. Hàng rừng thì nói chung là nó cũng không tránh khỏi một số cây là nó có gãy cái đầu ngọn một xíu này. Những cái này thì hạc vĩ này thì thân nó rất là mềm mại. Và những cái đó thì nó không thể tránh khỏi đâu ạ. Mình muốn đẹp một cách trọn vẹn nhất thì phải đợi đến mùa sau. Còn hàng như thế này thì nó quá là tuyệt vời rồi nhá. 160.000 cho 1kg. Rồi còn đây là hoàng phi hạc ạ. Hoàng phi hạc với giá 150.000 cho 1kg. Dòng lan hoàng phi hạc cũng rất là xanh tươi và đẹp như thế này. Và hoàng thảo môi tua hay còn gọi là hoàng long vĩ. Dòng lan mà theo em thì cũng khá là đặc sắc. Ở dòng này thì nó có tên là hoàng long vĩ hay còn gọi là môi tua, bởi vì bông hoa của nó, đây cô chú chị nhìn này, cái sắc vàng, cánh bóng, cánh sáp bóng sắc vàng và cái môi tua như vậy. Có lẽ vì vậy mà người ta có tên, ngoài tên hoàng long vĩ thì nó còn có tên là hoàng thảo môi tua ạ. Và hiện tại thì một số cây nó đang có nụ và một số cây thì đang có hoa cô chú anh chị nhé. Đấy cô chú anh chị nhìn xem là cái vỏ nụ của nó thì vỏ xanh xanh như thế, nhưng mà khi mà ra hoa thì toàn bộ đều là màu vàng ươm cô chú anh chị nhé. 140.000 cho 1kg thôi ạ. Hoa rất là xinh luôn và bền và lâu tàn luôn ạ. Nhìn hoa mùi thơm dịu ngọt rất là thích luôn. Và đây là lô hoàng thảo vảy rồng. Hoàng thảo vảy rồng cô chú anh chị nhìn, hoàng thảo vảy rồng vừa về cũng rất là tươi, rất là đẹp như thế này. Và cô chú anh chị xem với những cái giả hành như thế này thôi, nhưng mà khi mà ra hoa thì sẽ ra những cái chùm hoa rất là to và đẹp nhé. Hoàng thảo vảy rồng với giá 140.000 cho 1kg. Và đây là hoàng lạp ạ. Hoàng lạp với giá 130.000 1kg, bao rẻ bao đẹp cho cô chú anh chị. Và đặc biệt thì lâu lắm rồi, hôm nay em ấy cũng có về một cái lô long tu xuân cô chú anh chị nhé. Long tu xuân ạ. Hàng hiện tại thì cũng đang độ phát triển. Đấy. Cây thì cũng có cây ngắn, cây dài, em bán xô. Nói chung là những người chơi lan thì người ta cũng rất là thích những cây nhỏ nhỏ như thế này. Bởi vì sẽ được rất là nhiều giống, mình chỉ cần chăm qua một năm thôi thì cây nó sẽ mướt mát, rất là dài đẹp luôn ạ. Tại vì qua tay mình chăm sóc thì nó sẽ có cái sự chăm sóc thì nó sẽ khác hẳn luôn. Cái hoàng thảo môi cái dòng lan long tu xuân này em bán với giá là 220.000 cho 1kg thôi cô chú anh chị nhé. 220.000 cho 1kg thôi ạ. Và ở đây em có một cái lô phi điệp vàng, hàng đang chuẩn bị sưng nụ lên đây cô chú anh chị nhìn này. Đó, những cái mắt đốt của nó hiện tại là có những cái nụ đang chìm bên dưới như thế này và chưa nổi lên nhá. Nên là sẽ được chơi hoa rất là trọn vẹn cho cái thời gian rất là ngắn tới luôn ạ. Hàng rất là xanh đẹp như thế này. Cái phần phi điệp vàng này em bán với giá là 150.000 nhá.
Và ở đây em còn có cái lô hoàng thảo nghệ tâm hay còn gọi là thạch hộc viên dáng. Lô hôm nay thì quá là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Cây thân rất là to, hiếm khi nào mà có cái lô hoàng thảo nghệ tâm nó to nó đẹp đến như vậy nhá. Hoàng thảo nghệ tâm thì cây như vậy thôi nhưng mà là to đẹp rồi. Tuy nhiên thì khi mà cô chú anh chị mà được biết cái mặt hoa của nó thì sẽ càng thấy bất ngờ hơn. Cây nhỏ nhỏ thôi nhưng mà hoa rất là to và cực kỳ là sai bông ạ. 50.000 cho một bó hoàng thảo nghệ tâm cô chú anh chị nhá. Hoa rất là đẹp luôn. Và một bó như thế này cô chú anh chị có thể ghép được một cái giò. Ghép được một cái giò rất là đẹp luôn này. Hay là một giò hoặc hai giò luôn nhé. Và bên này sẽ là những cái phần hàng cây giống và hàng thuần ạ. Và đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng đai châu cô chú anh chị nhé. Đai châu hàng giống và ở đây là đai châu đôi ạ. Đấy, những cái đai châu, cây đai châu đôi rất là xinh như thế này. Em để trên lòng bàn tay cô chú anh chị tưởng tượng cái độ lớn của nó nhé. Cây lá xếp rất là xinh như thế này nhé. Dòng đai châu đôi này thì cũng đã được trồng được hơn một năm rồi cô chú anh chị ạ. Nên là cây rất là cứng cáp và khỏe mạnh, đảm bảo giống nhé. Một cặp châu đôi như vậy em bán với giá là 35.000. Và ở đây là mặt hoa sổ số ạ. Đây là hàng đai châu Thái cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị lấy màu sắc nào thì nó cũng đều rất là đẹp cả. Và bên này là cái dòng lan Si Sa Giam ạ. Si Sa Giam cô chú anh chị nhé. Dòng lan Si Sa Giam thì ngắm cây không đã rất là thích rồi ạ. Dòng lan này là một cái dòng lan rất là mới này. Mỗi một chậu Si Sa Giam này thì em bán với giá là 140.000 cho một chậu. Đó, hàng cây giống rất là xanh, rất là đẹp luôn. Hàng này thì cô chú anh chị vào cho vào chậu thêm một chút giá thể thôi đấy ạ. Dễ đang bung như này, rất là đẹp nhá. Và màu sắc hoa của nó thì dòng này sẽ có hai màu sắc hoa. Tuy nhiên thì em không chọn được màu sắc hoa của nó, không chọn được và mặt hoa sổ số thôi. Cây lá xếp rất là đẹp với giá là 140.000 cho một chậu như vậy cô chú anh chị nhá. Và đây là hai cái mặt hoa của nó cô chú anh chị nhá. Hoa thì rất là thơm như thế này. Đấy, đây là một cái mặt hoa này. Và đây là cái mặt hoa thứ hai, đó. Nói chung là cô chú anh chị lấy cái mặt hoa nào thì cũng đều rất là đẹp, hoa bền và rất là sai, đặc biệt hoa rất là thơm luôn cô chú anh chị nhá, hoa bền và rất là thơm ạ. 140.000 cho một chậu Si Sa Giam này. Rồi sang bên này đó là dòng lan Cát Lea, một cái dòng lan rất là dễ thuần, dễ trồng và dễ cho hoa. Thì dòng lan này thì em hôm nay thì em về thêm một cái lô mới, có cây thì có nụ và có cây thì không có nụ cô chú anh chị nhá. Những cái cây nào mà có nụ thì em sẽ bán với giá là 220.000 cho một chậu. Những chậu nào mà chưa có nụ em sẽ bán với giá là 140.000 thôi cô chú anh chị nhá. Giá thực sự nó quá là rẻ luôn cô chú anh chị ạ. Và dòng lan này thì nó là dòng lan rất là dễ trồng ạ. Đây cô chú anh chị xem cái mặt hoa, một số cái mặt hoa của nó nở rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Có những cây màu đỏ như thế này quá là đẹp tuyệt vời luôn. Rất là quyến rũ như thế này và hương thơm thì ngào ngạt luôn cô chú anh chị ạ. 140.000 cho một chậu chưa có nụ và 220.000 cho một chậu có nụ nhá. Và cô chú anh chị cùng xem đây là một cái chậu mà nhà em đã trồng. Nói chung là em thì không hề có phân thuốc gì. Chỉ cho một ít cái phân dê như thế này và hiện tại nó đang mèo nụ như thế này cô chú anh chị nhá. Rất là xinh luôn, nói chung là rất là dễ thuần lắm cô chú anh chị ạ. Và đây là những cái cây mà gọi là những cái cây hàng bỏ đi của nhà em đấy ạ. Những cái cây chậu em mang về trồng rồi nó quá xấu thì gần như là bỏ đi nên em mang về trồng chậu này. Để cô chú anh chị xem hiện tại nó lên đẹp như thế này nhá. Rất là dễ trồng, dễ thuần thôi. Và hoa thì cực kỳ là đẹp và thơm. Còn bên này thì em có dòng lan trầm Palasi cô chú anh chị nhé. Trầm Palasi này thì hoa tím đậm đà, nó là dòng lan trầm rừng nhưng mà có mặt hoa rất là đẹp, đẹp với khuôn bông rất là đẹp, là được các nhà vườn người ta nhân giống này. Một chậu trầm Palasi như vậy thì nó sẽ có từ một thân đến hai thân nè, có chậu hai thân này, có chậu một thân này. Nếu mà chậu một thân thì nó sẽ rất là to, rất là nù luôn, lá tròn xoe đẹp như thế này. Em bán với giá là 130.000 cho một chậu trầm trầm Palasi. Và bản chất nó là trầm rừng cô chú anh chị nhé. Nhưng mà mặt hoa đẹp nên là được các nhà vườn người ta nhân giống ạ. Cực kỳ là đáng sưu tầm luôn. Và đây là dòng giả hạc Pháp, một cái dòng lan sẽ nở hoa đúng vào dịp Tết luôn. Một chậu giả hạc Pháp như vậy là từ 4 thân trở lên. Em bán với giá 150.000 cho một chậu nhá. 150.000 một chậu. Kích thước của nó cũng khá là dài rồi, có cây thì dài dài trên 10 cm rồi. Và dòng này thì nếu như những chậu bảng thuần người ta sẽ bán trên 100.000 cho một thân cơ. Nói chung là nó cũng là một cái dòng lan rất là giá trị. Giả hạc Pháp nở đúng hoa vào dịp Tết và hoa thì tím đậm rất là đẹp. Và bên này nó là một cái em về hôm nay lại về một lượng lớn lô trầm rừng cô chú anh chị nhá. Trầm rừng được trồng thuần ở chậu ạ. Đây ạ, cô chú anh chị xem ạ. Mỗi một chậu trầm rừng trồng thuần ở chậu như thế này thì cô chú anh chị có thể được ngắm hoa xuân nhá. Và hàng này thì nó là những cái hàng mà nó gãy tay hoa ạ. Thì bên nhà vườn các em trồng để mà bán những cái hàng thuần như thế này.
Đó. Thì nên là tính cái giá của nó cũng sẽ rất là rẻ. Một chậu như vậy với chỉ với giá là 200.000 thôi, mà nó từ 5 thân mầm trở lên cô chú anh chị ạ, 5 thân mầm trở lên cơ. Đó. Cây đang độ phát triển rất là khỏe mạnh như thế này nhá. 200.000 cho một chậu trầm, một chậu trầm trầm tím này cô chú anh chị nhá. Đấy, hàng lượng hôm nay về khá là nhiều. Và phần bên này thì em xin được giới thiệu những cái phần phi điệp tím và dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng, em đã chia ra theo từng hình cô chú anh chị nhá. Em bắt đầu từ hình số 1 trở đi. Hình số 1 là một cái hình phi điệp tím của vùng Cao Bằng. Phi điệp tím hiện tại thì hàng Bắc rừng thực sự là nó là một cái hàng mà ngày càng đắt đỏ khan hiếm dần. Và mặt hoa của vùng Cao Bằng thì được liệt vào top những cái mặt hoa đẹp, nên giá thành nó cũng khá là cao. Và ở đây thì cô chú anh chị nếu như mà thực sự mà lấy cái hàng thực sự là từ rừng thì bây giờ nó rất là hiếm luôn cô chú anh chị ạ. Đây là hàng bóc rừng của vùng Cao Bằng. Hàng này thì em bán hình đầu tiên, hình số 1 này, em bán với giá là 300.000 cô chú anh chị nhé. 300.000 cho hình số 1 này ạ. Một cái rề và một tay hoa dài khoảng tầm 35 cm. Hình số 2 này, một rề khoảng tầm 40 cm, mầm tơ dài 40 cm, em bán với giá 450.000. Hình số 3 với giá là 380.000, một mầm tơ dài khoảng tầm 30 cm, thân rất là mập khỏe, chất lá cũng đẹp nhé. Tuy nhiên thì hàng này nó vẫn chuyển từ rừng về nên là bị dập đi thôi, chứ còn thực ra thì kể cả thân và lá thì nhìn đều rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Tiếp theo là hình số 4, một cái rề thân xanh sạch. Hôm nay em có một cái chùm, nói chung là mua được một cái rề rất là lớn, hàng thân xanh sạch, nên là em tách ra ở đây để giao lưu cùng cô chú anh chị với cái giá vừa phải để cô chú anh chị có thể sưu tầm được cô chú anh chị nhé. Cái hình số 4 này, hình số 4 này thì em có hai mầm này, hai mầm trong đó có một mầm gãy cô chú anh chị nhé. Một mầm này bị gãy do vận chuyển từ trên rừng về. Cái hình số 4 em bán với giá là 700.000 cô chú anh chị nhé. Một rề này có hai mầm tơ 700.000. Hình tiếp theo, hình số 5 cũng có hai mầm tơ. Dạ, thân già xanh mướt luôn, cái thân tơ cũng vậy rất là xanh cô chú anh chị nhá. Đấy. Bản lá tròn đẹp, nói chung là cây này thì kể cả chơi lá chơi hoa thì đều cũng rất là đẹp cô chú anh chị nhá. Chơi lá cũng miến chê luôn. Cái hình này em bán với giá là 700.000, cũng có hai thân, tuy nhiên trong đó có một thân thì đây nó bị gãy trên này. Nghe bán giá rẻ hơn và rất là nhiều mắt ngủ để cô chú anh chị thoa ngủ ươm ki nhá. Đấy ạ. Quá trời mắt ngủ luôn. Thực ra cô chú anh chị khi mà lấy mua lan ấy, như em thì em lại thích lấy những cái cây mà nó có nhiều thân già này, về mình ươm ki thì rất là lợi luôn cô chú anh chị ạ. Tiếp theo là hình số 6 này em có một cái rề có hai mầm, nói chung là khá là hoàn hảo như thế này. Đó, một rề hai mầm rất là đẹp này. Em bán với giá là 1 triệu cô chú anh chị nhá. 1 triệu. Thực ra thì cái lô này em mua về em tách ra như thế này thì bán nó thành như là gọi là lỗ vốn, bù lỗ luôn rồi. Tại vì là em mua cũng rất là cao luôn rồi cô chú anh chị ạ. Mà nói chung là vườn em nhiều, xong với cả không có thời gian chăm sóc nên là bắt buộc là phải bán thôi, không giữ để được. Cái này mà không, chỗ em thì mưa rất là nhiều, nhưng mà không có thời gian chăm sóc thì thường như là bị gục gốc luôn, rất là phí luôn. Phải có cái mái che. Cái chỗ em thì có khi mưa cả tháng luôn, mưa tầm tã suốt như này nên là rất là dễ bị gục gốc. Tiếp theo là hình số 7 này có hai mầm này, rất là hai mầm này đẹp nhá cô chú anh chị nhá, không hề có gãy dập gì này. Đó, có hai mầm kèm theo một mớ thân già như thế này. Hình này em bán với giá là 900.000 ạ. Tiếp theo hình số 8 cũng là một rề thân xanh. Hình số 8 này cũng kèm theo khá nhiều thân già, em bán với giá là 450.000 cho hình số 8 nhé. Hình số 9 này có bốn kiến này em bán với giá là 300.000. Đây là kiến số 1 này, kiến số 2, kiến số 3 và kiến số 4 đây. Kiến số 3 và kiến số 4 nó dính vào nhau à? Kiến số 3 đây. Cái này là kiến số 4 nó bị gãy này. Hình tiếp theo là hình số 10. Hình số 10 này có em có hai kiến rất là mập khỏe này. Kiến số 1, kiến số 2, hai kiến mập khỏe này 280.000 nhá. Hình tiếp theo hình số 11. Hình số 11 đây ạ. Một cái rề cũng thuộc dạng thân xanh của chú anh chị nhá. Đấy. Hình này em bán với giá là 600.000 nhá. Là hình 11 này. Hình 12, một cái rề thân rất là mập khỏe, nù nhá cô chú anh chị nhá. Bản lá dày dặn, lá nhựa, em bán với giá 300.000. Rề này 300.000 thực sự là rất là rẻ luôn. Hình tiếp theo hình số 13.
thì số 13 này. Em có một dề với một mầm này, với giá là 500.000 cô chú anh chị nhé. Có hai kiến ở trên nữa này. Đó, còn rất là nhiều mắt ngủ nữa. Hình tiếp theo hình 14. Hình 14 này, dề bản lá rất là to đẹp như thế này. Có cũng có hai kia ở trên nhá, kèm theo rất nhiều thân già luôn. Đó, hàng này thì em bán với giá 600.000, thực sự mà cân lên, cân tính cân lên thì nó là lỗ luôn cô chú anh chị ạ, tại vì là cái này kèm theo nhiều thân già như vậy mà giá bọn em mua ở trên này nó không hề có, không hề là rẻ đâu. Hình tiếp theo hình 15. Hình 15 này em có hai mầm cô chú anh chị nhá, có hai mầm ạ. Đây là mầm thứ nhất này. Mầm thứ hai này, nói chung là thân xanh sạch. Hình này em bán với giá, hình này em bán với giá là 600.000, có hai mầm, trong đó một mầm này bị gãy nhá. 600.000 ạ. Hình tiếp theo là hình số 16. Hình số 16 ở đây em bán với giá là 800.000, cũng có hai mầm. Hai mầm này em bán giao lưu với cô chú anh chị với giá là 800.000, có hai mầm nhưng mà trong đó có một mầm đẹp, một mầm gãy này, kèm theo cây thân già nhiều mắt ngủ. Tiếp theo là hình số 17. Hình số 17 này em cũng có hai mầm. Hai mầm này cô chú anh chị nhá. Hình số 17 này em có hai mầm. Đây là thân già của nó cô chú anh chị xem ạ, đốt cũng rất là ngắn. Nói chung là chơi lá chơi hoa đều rất là đẹp. Cái hình này em bán với giá 900.000, có hai mầm nhưng mà trong đó cũng có mầm, một mầm gãy này. 900.000 hình 17. Hình 18 em có một mầm duy nhất thôi. Đây, một mầm duy nhất này. Rất là dài luôn, 1 2 cũng khoảng tầm 50 cm rồi. Với giá là 500.000 cô chú anh chị nhá. 500.000 ạ. Tiếp theo là hình số 13. Hình tiếp theo là hình số 19. Hình số 19 này em có một cái dề với một mầm này. Lá ngọn nó hơi dập một xíu này. Hình số 19 này em bán với giá là 500.000 nhá. Hình 19 500.000 ạ. Tiếp theo sau phần bên này sẽ là dáng hương đuôi cáo ạ. Dáng hương đuôi cáo hình số 120. 4 ngọn dáng hương đuôi cáo này em bán với giá 200.000 cô chú chị nhá. 4 ngọn dáng hương đuôi cáo bản lá ngắn và lá xếp rụt rất là đẹp luôn. Đây như cặp này này. Đấy, xếp rụt rất là đẹp nhá. Cái hình này có một cái lá này bị dập một xíu thôi cô chú anh chị ạ, cây mẹ con, cây con bị dập lá một xíu, không có vấn đề gì nhá. Đây là xếp rụt rất là đẹp. Một cặp đôi và hai cái ngọn rời em bán với giá 160.000 thôi nhá. 160.000 cho hình số 20. Hình tiếp theo là hình số 21. Hình số 21 có 5 ngọn dáng hương đuôi cáo, khỏe đẹp luôn ạ. Đây là những cây trưởng thành cô chú anh chị nhá. Đây này, đấy, rất là đẹp luôn. Hình này em bán với giá là 180.000 ạ. 180.000 cho hình này nhá. Xếp rụt gì rất là đẹp và không bỏ lá chân, rất là khỏe như vậy. Hình tiếp theo hình 22. Hình 22 này có 4 ngọn dáng hương đuôi cáo khá là to, em bán với giá 180.000. Tiếp theo là hình số 24. 24 này em bán với giá là 180.000. 180.000 cho hình này. Có 4 ngọn. 2 4 ngọn. 180.000. Tiếp theo là hình số 25. Hình 25 này với trời ơi lại còn thấy hai hình 24. Thôi hình này em sẽ gọi là hình 24A nhá. Hình 20 bên kia là 24, bên này sẽ là 24A. 24A em bán với giá 160.000 cho 4 ngọn dáng hương đuôi cáo này. Tiếp theo là hình số 25 là một dề nhá, một dề dáng hương đuôi cáo luôn ạ, nguyên dề Trung Quốc luôn này. Nguyên dề Trung Quốc luôn, ở đây có tất cả là 4 cây, 5, 6, 7 cây gì đó nhá. 7 cây gì đó, cả cây to lẫn cây nhỏ này. Cây thì rất là khỏe thôi ạ. Có một cái lá này bị dập thôi nhá cô chú anh chị nhá. Nói chung là đây, toàn bộ cái dề không có vấn đề gì. Hình này em bán với giá là 160.000. Trời ơi, 160.000 rất là rẻ luôn này. Tiếp theo sang hình bên này, hình 26. Đây cô chú anh chị xem ạ. Ở đây em có 4 ngọn dáng hương đuôi cáo rất là to đẹp và vừa rồi đều cho hoa như thế này cô chú anh chị nhá. Hình này em bán với giá là 180.000 ạ. Hình 27 là những cái dáng ngọn dáng hương đuôi cáo lá xếp rất là xinh luôn. Cô chú anh chị xem này, nó không to nhưng mà rất là xinh ạ. Đây rất là nhiều cây luôn nhá. Như cái lô này thì có một cây số 1 này, cây số 2, cây số 3, cây số 4, cây số 5 này, 5, 6, 7, 8 luôn. Đây là một khóm 3 cây luôn này. Cái khóm bên này cũng đẹp, thế rất là đẹp luôn. Trời ơi, rất là đẹp luôn ạ. Cô chú anh chị xem này. Đó, nói chung là tầm trên 10 ngọn đầu ngọn mà lá xếp rất là đẹp như thế này nhá. Đó là hình số 27 em bán với giá là 200.000. 200.000 thực sự nó rất là đẹp. Cây không lớn nhưng mà rất là đẹp cô chú anh chị ạ.
Đó, tiếp theo là hình số 28. Hình số 28 này cũng là một cái hình rất là nhiều đầu ngọn và cây khỏe, cây rất là đẹp nhá. Đây, cây số 1 này. Hình này em bán 200.000. Cây số 1, hình số 2, cây số 3, số 4, số 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cây gì đó cô chú anh chị ạ. Mà cây nào cây đấy rất là khỏe đẹp như thế này nhá. Hình này em bán cũng với giá là 200.000, 200.000 ạ. Đó. Cây thì không lớn nhưng mà rất là khỏe luôn cô chú anh chị ạ. Những cái cây này thì nhìn quá là yêu luôn như thế này. Hình tiếp theo là hình số 30, à hình số 29 đây. Hình 29 này là một giò dáng hương đuôi cáo, cáo lá xếp, bản lá ngắn, xếp rụt rất là đẹp luôn ạ. Đây nhá, cây này thì hiện tại đang có một mẹ, một con lớn và đang thêm hai con nhỏ xíu này. Đó, nhìn rất là xinh như thế này. Ở sang năm 2 năm, 1 2 năm nữa thôi sẽ có một cái chùm rất là sum suê luôn. Cây lá xếp, cô chú anh xếp rụt cô chú anh chị nhá, bao nhiêu cặp lá đây ạ? 2 4 6 7 8 cặp lá cô chú anh chị nhá. Cây mẹ 8 cặp lá, cây con. Đây cây con này thì cũng đủ khỏe để cho vừa năm tới cho hoa rồi. Còn hai cây con mini này, hai cây con mini này. Thực sự nó rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Ở những cây dáng hương đuôi cáo mà không bỏ lá chân như thế này, nguyên bản luôn cô chú anh chị nhá. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 300.000 ạ. 300.000 cho cái giò dáng hương đuôi cáo nguyên bản này, lá xếp rụt này cô chú anh chị nhá. Đó. Sang năm sẽ thành một cái giò sum suê luôn, tại vì cây con đang có rất là nhiều luôn đây này. Hình tiếp theo hình 30. Hình 30 em có hai cái loại lan. Thứ nhất là một cái giò cẩm báo nguyên bản có 3 ngọn, 4 ngọn. Một ngọn lớn, 3 ngọn nhỏ nhỏ tí hon như thế này. Thêm một cái ngọn lá xếp V, lá hương đuôi cáo này nhá, một giò cáo lá xếp V. Thế ạ. Lá xếp V như thế này. Cái hình này, hình này có hai giò lan, hai loại lan, cẩm báo và đuôi cáo. Hình này em bán với giá là 180.000 cho hình này cô chú anh chị nhá. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng bên em đang có này. Chú anh chị cùng xem lại những cái phần dáng hương đuôi cáo của em. Đây, có 180.000 và một cái hình rất là đẹp như thế này này. Đó. 180.000, 160.000 thôi, 150.000 thôi mà được những phần dáng hương đuôi cáo đẹp như thế này cô chú anh chị nhá. Đó, cô chú anh chị nhìn ạ. Thêm những cái mặt hàng cây giống đẹp này, mặt hàng kg.